Kính chào quý vị và các đồng chí. Chuyên mục Tổ quốc và người chiến sĩ hải quân kỳ này sẽ phản ánh hoạt động của các cơ quan đơn vị hải quân trong phần thông tin từ đất liền đến đảo xa. Mục người chiến sĩ hải quân hôm nay có phóng sự ngay từ trận đầu đã chiến thắng quân xâm lược. Sau đây, kính mời quý vị và các đồng chí theo dõi chương trình. Vừa qua tại Hải Phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Hải quân tổ chức hội nghị quân chính 6 tháng đầu năm 2024, Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân chủ trì. Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân quán triệt nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 của Đảng ủy quân chủng. 6 tháng đầu năm, dù còn nhiều khó khăn chi phối, song Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng và cấp ủy chỉ huy các cấp đã đề cao trách nhiệm, bám sát thực tiễn, lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng, có một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Nổi bật là quân chủng hải quân đã nắm chắc, đánh giá đúng tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất và xử trí có hiệu quả các tình huống, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, các hoạt động kinh tế biển, kiểm soát ngư trường, tổ chức các đoàn đi thăm, kiểm tra quần đảo Trường Sa, nhà giàn JK-1 bảo đảm an toàn tuyệt đối. Các cơ quan đơn vị phối hợp phòng chống khai thác IUU, làm tốt nhiệm vụ phòng chống cháy nổ và tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ, giúp đỡ ngư dân vươn khơi, bám biển. Quân chủng thực hiện công tác đối ngoại quốc phòng bảo đảm linh hoạt, chủ động, hiệu quả. Hoạt động công tác đảng, công tác chính trị được triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm. Cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Các đơn vị triển khai đồng bộ, kịp thời công tác hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Dịp này, Hội đồng thi đua khen thưởng quân chủng đã phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề Tự hào truyền thống viết tiếp chiến công, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ, chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng Toàn dân. Thời gian diễn ra thi đua từ nay đến ngày 31 tháng 12. Vừa qua tại Hải Phòng, Quân chủng Hải quân tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm chương trình phối hợp tuyên truyền biển đảo giai đoạn 2019-2024. Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân chủ trì. Cùng dự có Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân. 5 năm qua, thực hiện chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân cùng với 63 tỉnh thành phố và 16 cơ quan trung ương, cơ quan thông tấn, báo chí đã tích cực chủ động triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm chương trình phối hợp tuyên truyền biển đảo đã ký kết. Chương trình được tổ chức thường xuyên, liên tục với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng như hoạt động tuyên truyền miệng, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, bảo tàng, dân vận, chính sách, cứu hộ cứu nạn, đối ngoại quốc phòng, tổ chức các đoàn đi thăm quân và dân huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, nhà giàn DK1, vùng biển Tây Nam và các vùng biển đảo khác của Tổ quốc. Thời gian tới, Quân chủng Hải quân tiếp tục phối hợp với các ban bộ ngành trung ương, địa phương, các tổ chức và doanh nghiệp triển khai chương trình theo hướng sâu rộng, thiết thực, hiệu quả hơn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Dịp này, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng bằng khen 16 tập thể và 19 cá nhân. Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân tặng bằng khen 112 tập thể và 114 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phối hợp tổ chức tiến hành công tác tuyên truyền biển đảo giai đoạn 2019-2024. Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, các cơ quan đơn vị trong toàn quân chủng Hải quân đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm tri ân các thương binh liệt sĩ và những người có công với cách mạng. Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân, cùng đoàn công tác của quân chủng đã đến thăm tặng quà gia đình ông Đinh Xuân Tòng ở phường Hải Sơn, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng. Ông Đinh Xuân Tòng là thương binh hạng 4/4, nguyên thượng sĩ, trưởng ngành điện, tàu 339, phân đội 3, tiểu đoàn 135 Hải quân. Ông bị thương đúng ngày 2 tháng 8 năm 1964 khi tàu 339 thực hiện đánh đuổi tàu khu trục Ma Đốc của Hải quân Mỹ. Đồng chí Tư lệnh đã ân cần thăm hỏi, động viên gia đình và bày tỏ tri ân những đóng góp của ông Đinh Xuân Tòng đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo và truyền thống của tiểu đoàn 135 anh hùng. Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm chúc ông Đinh Xuân Tòng luôn giữ vững và phát huy truyền thống gia đình, đơn vị, sống vui, sống khỏe, cùng gia đình tiếp tục cống hiến, xây dựng quê hương, địa phương giàu mạnh. Tại xã Cổ Am, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng, Quân chủng Hải quân phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa tặng gia đình ông Lê Đắc Viễn.
Ông Lê Đắc Viễn tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước là thương binh hạng 4/4. Gia đình ông Viễn có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Quân chủng Hải quân giao cho đoàn đo đạc biên vẽ hải đồ và nghiên cứu biển, Bộ Tham mưu Hải quân phối hợp với chính quyền xã Cổ Am và gia đình ông Viễn để hỗ trợ xây dựng ngôi nhà. Sau hơn 3 tháng thi công, ngôi nhà có diện tích 65m² được hoàn thành theo đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng. Ngôi nhà trị giá hơn 400 triệu đồng, trong đó quỹ đền ơn đáp nghĩa của quân chủng Hải quân hỗ trợ 80 triệu đồng. Tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, Lữ đoàn 682, vùng 4 Hải quân phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự huyện Quỳnh Lưu và Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã Quỳnh Bảng tổ chức lễ công bố trao bằng Tổ quốc ghi công cho gia đình liệt sĩ Đoàn Anh Tuấn. Đồng chí Đoàn Anh Tuấn nguyên là cán bộ trạm kỹ thuật Lữ đoàn 682, vùng 4 Hải quân. Đồng chí Tuấn hy sinh ngày 16 tháng 5 năm 2023 trong khi thực hiện nhiệm vụ tại huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Sự hy sinh của đồng chí Đoàn Anh Tuấn là mất mát to lớn đối với gia đình, đồng đội và lực lượng Hải quân Nhân dân Việt Nam. Để ghi nhận công lao, sự hy sinh, cống hiến của đồng chí Đoàn Anh Tuấn đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định trao tặng bằng Tổ quốc ghi công tới gia đình đồng chí Đoàn Anh Tuấn. Kính thưa quý vị và các đồng chí, xa lầy tại chiến trường Việt Nam, đầu năm 1964, đế quốc Mỹ dựng lên một kịch bản chi tiết cho một cuộc tấn công lớn vào miền Bắc Việt Nam. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ đã thông qua một kế hoạch dùng không quân và hải quân đánh phá 94 mục tiêu trên miền Bắc Việt Nam. Để thực hiện ý đồ ấy, cuối tháng 7, tàu khu trục Ma Đốc của Hải quân Mỹ được lệnh đi sâu vào vùng biển miền Bắc Việt Nam nhằm khiêu khích các lực lượng vũ trang của ta. Đêm 31 tháng 7, rạng sáng 1 tháng 8, tàu khu trục Ma Đốc tiến gần vào bờ biển miền Bắc. 13 giờ 30 phút ngày 2 tháng 8, tàu khu trục Ma Đốc vào cách Hòn Mê Thanh Hóa 9 hải lý. Sở Chỉ huy Hải quân Nhân dân Việt Nam lệnh cho biên đội tàu tuần tiễu xuất kích. 20 phút sau, phân đội 3 là phân đội tàu phóng lôi của đoàn 135 Hải quân được lệnh xuất kích theo hướng hai tàu tuần tiễu. Ba tàu 333, 336, 339 do đồng chí Trung úy Nguyễn Xuân Bột làm phân đội trưởng kiêm thuyền trưởng tàu 333 chỉ huy, sau đó đã anh dũng chiến đấu, mưu trí đánh đuổi tàu khu trục Ma Đốc. Tàu Ma Đốc đã phải kêu gọi sự cứu viện từ tàu sân bay Tico de Roga. Tàu này có nhiệm vụ dùng máy bay oanh tạc các tàu phóng lôi của Hải quân Nhân dân Việt Nam để cả hai cùng rút khỏi vịnh Bắc Bộ. Sau trận đụng độ đầu tiên ngày 2 tháng 8, Tổng thống Mỹ Johnson ra lệnh tàu khu trục thứ hai, tàu Turner Joy đến hỗ trợ tàu khu trục Ma Đốc và cả hai quay trở lại vịnh Bắc Bộ. Đêm 4 tháng 8, cả hai tàu này cho rằng đã bị tấn công nên đã gửi điện báo cáo có đụng độ với đối phương và cứ thế hai tàu này tiến hành một trận đánh ma kéo dài gần một tiếng đồng hồ. Tuy nhiên, căn cứ theo lời khai rằng tàu chiến Mỹ đã bị tấn công khi vô tội đi qua vịnh Bắc Bộ, Tổng thống Mỹ đã ra lệnh trả đũa. Sáng 5 tháng 8, Bộ Quốc phòng Mỹ đã tiến hành chiến dịch Mũi Tên Xuyên, chiến dịch dùng không quân phá hoại miền Bắc Việt Nam với quy mô lớn. 64 máy bay ném bom của Mỹ tập trung đánh phá các căn cứ hải quân của ta trên suốt dải ven biển từ cảng Sông Danh Quảng Bình đến bãi cháy Quảng Ninh. Thì lúc đó là pháo bị bắn rất ghê gớm. Bắn đến nỗi mà tàu tôi như này này, nó bê từ bên đây sang bên đây, mà bê từ đây sang bên đây. Thế nhưng mà tôi là người chỉ huy, tôi nhìn trên con tàu, thì tôi thấy rằng anh em chúng tôi rất vững vàng. Không một đồng chí nào là nao núng, vẫn bám sát, đứng sát vị trí chiến đấu. Ai tốt máy bay ra tập kết ra, lao đã chúng tôi. Thế giờ thì hai lần đầu á thì tôi còn tránh được, thế sau cái lần thứ ba á thì tôi bị thương, tức là bắn thẳng đuôi tàu này. Tôi bên này á thì tôi thấy tê cái tay, nhưng một lúc thấy lạnh, tôi bây giờ thấy cụt tay rồi. Nhờ chuẩn bị từ trước với tinh thần cảnh giác cao, các lực lượng vũ trang và nhân dân ta không bị bất ngờ. Trận chiến đấu của bộ đội hải quân phối hợp với bộ đội phòng không không quân, lực lượng vũ trang địa phương và nhân dân các tỉnh Quảng Bình, Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Ninh
từ 12 giờ 30 phút đến 17 giờ ngày 5 tháng 8 năm 1964 đã kết thúc thắng lợi. Ta bắn rơi 8 máy bay, bắn bị thương nhiều chiếc, bắt sống một phi công. Chiến thắng trận đầu ngày 2 và 5 tháng 8 năm 1964 khẳng định cái quyết tâm, dám đánh, biết đánh và quyết thắng của quân và dân ta, mà trực tiếp là Hải quân Nhân dân Việt Nam, Phòng không quân, quân và dân miền Bắc khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, con người Việt Nam. Khẳng định cái đường lối chiến tranh nhân dân, tự lực, tự cường, dựa vào sức mình là chính và nghệ thuật quân sự độc đáo của Việt Nam. Chiến thắng đã cổ vũ, động viên quân và dân cả nước để quyết tâm đánh bại cái chiến lược leo thang của đế quốc Mỹ, bảo vệ hậu phương lớn miền Bắc, sát cánh cùng với lại quân và dân Việt Nam, tạo nên sức mạnh tổng hợp đánh thắng đế quốc Mỹ và ngụy quân, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Thưa quý vị và các đồng chí, những năm vừa qua, công tác phối hợp tuyên truyền biển đảo, thu hút nguồn nhân lực vào quân chủng hải quân tại các tỉnh Tây Nguyên đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, học sinh, sinh viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Báo cáo viên của Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tuyên truyền về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển đảo Việt Nam, quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước ta trong giải quyết các vấn đề trên Biển Đông trong thời gian qua, đồng thời tư vấn tuyển sinh vào Học viện Hải quân cho hơn 4.000 cán bộ, nhân dân, đồng bào và học sinh các tỉnh Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum. Mặc dù cháu là nữ nhưng mà cháu cảm thấy là cái việc tuyên truyền cũng như là tư vấn tuyển sinh về hải quân rất là mới mẻ ở trên địa bàn Kon Tum. Thì trong cái cơ hội lần này thì những các bạn mà có nguyện vọng có thể là thi tuyển vào các trường hải quân thì sẽ có cơ hội, và từ đó thì các bạn có thể nắm rõ hơn và có thể đủ các điều kiện để thi vào. Với phương châm ở đâu có Tân Cảng Sài Gòn, ở đó có hoạt động về công tác dân vận. Năm qua, Tân Cảng Sài Gòn đã hỗ trợ xây dựng 123 căn nhà tình nghĩa, tặng học bổng thắp sáng ước mơ cho học sinh nghèo học giỏi, hàng nghìn suất quà cho đồng bào có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tổ chức khám bệnh và tư vấn sức khỏe cho đồng bào vùng sâu, vùng xa tại Tây Nguyên. Chính là bài tuyên truyền cô đọng, xúc tích, góp phần làm thất bại âm mưu, thủ đoạn diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch. Xin cảm ơn là hải quân mà đã đến cái vùng núi xa xôi là như là chúng tôi ở đây là gọi là Bắc là của Tây Nguyên, mà là được các anh đến đây gọi là khám chữa bệnh là chúng tôi cũng rất là phấn khởi. Trong những cái thời gian qua thì trong cái công tác tuyên truyền biển đảo cũng như là thực hiện công tác dân vận đền ơn đáp nghĩa của Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, và cái ngày hôm nay tổ chức cái tại nhà rông Con Lò, một cái nơi linh thiêng của người dân và người ta hết sức là trân trọng, thì điều đó rõ ràng cái nội dung công tác tuyên truyền biển đảo tại cái địa điểm này thu hút và cái niềm tin tưởng của người dân đối với cái nội dung tuyên truyền. Thông qua các hoạt động trên địa bàn đã góp phần xây dựng ý thức trách nhiệm, tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Quý vị và các đồng chí vừa theo dõi chuyên mục Tổ quốc và người chiến sĩ Hải quân số tháng 8 năm 2024. Chương trình này được phát lại trên website của Báo Hải quân Điện tử tại địa chỉ www.baohaiquanvietnam.vn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.